Thưa quý vị, một vấn đề khiến nhiều khác thắc mắc là việc đi khám hậu Covid-19 có cần thiết hay không? Chị Hà Anh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa băn khoăn. Nhà tôi có 4 thành viên, 3 người còn lại nhiễm virus SARS-CoV-2 đều có dấu hiệu, nhưng riêng tôi test nhanh tại nhà cho 2 vạch nhưng không có dấu hiệu. Tôi cũng không uống thuốc, chỉ theo dõi sức khỏe. 5 ngày sau test lại thì đã âm tính. Trường hợp mắc Covid-19 nhưng không có triệu chứng như tôi, liệu sau này có gặp di chứng hậu Covid-19 và cần đi khám sức khỏe không ạ? Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Xuân Trung, trưởng khoa hồi sức tích cực sơ sinh Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trả lời, theo báo cáo của WHO thì tỷ lệ di chứng gặp phải của bệnh là khoảng 20-60%, tùy nghiên cứu chưa đồng bộ, nhưng chủ yếu là các di chứng nhẹ như rối loạn giấc ngủ, hồi hộp đánh trống ngực, ho khan, tức ngực, biến chứng nặng nhất hay được nhắc tới là MIS, hội chứng suy giảm đa cơ quan gặp với tỷ lệ thấp. Vậy sau khi mắc Covid-19, người bệnh cần kiểm tra gì? Trường hợp không có dấu hiệu gì bất thường có thể cân nhắc đi kiểm tra sức khỏe thông thường như một kiểm tra định kỳ, thời gian tùy sắp xếp nhưng không muộn hơn 6 tháng kể từ khi phơi nhiễm. Trường hợp có dấu hiệu bất thường như ho khan, tức ngực kéo dài vài tuần, đau đầu liên tục kéo dài, đau bụng, ngực, đặc biệt khi có các dấu hiệu sau cần đi khám ngay lập tức như nôn, ho, ra máu, đi ngoài phân đen, sốt cao liên tục. Với trẻ em, cần phải đưa trẻ đi khám ngay khi có các triệu chứng, như trẻ sốt cao liên tục trên 38,5 độ C, kèm theo các dấu hiệu như rối loạn tiêu hóa, nôn, tiêu chảy, đau bụng, phát ban trên da, mắt đỏ, môi đỏ, khô nứt, họng đỏ. Trẻ có các dấu hiệu bệnh nặng như thay đổi ý thức, vật vã, kích thích, ngủ gà, ly bì, mạch nhanh, tay chân lạnh, khó thở, mệt mỏi. Kể cả với di chứng nặng như hội chứng MIS, nếu được phát hiện sớm, kịp thời vẫn điều trị và cứu chữa được. Hậu Covid-19 cũng như các bệnh khác gặp phổ biến nhưng không phải là không điều trị được và hầu hết thể nhẹ tự khỏi được với các phương pháp luyện tập thông thường như vận động thể thao, tập thở, ăn, ngủ đủ và lành mạnh. Đúng giờ, tập thiền cũng là một gợi ý. Lắng nghe cơ thể, nếu thấy có bất ổn thì đi khám kiểm tra, tìm hiểu bệnh tật trên các kênh trang thông tin chính thống tin cậy. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.